phê đừng hỏi luôn. Đi đá bóng hay là đi tập võ về và massage thì? Đấy, chào anh em, thì trước đây mình có review một cái loại súng massage ấy. Đấy. Giá rẻ thôi, hơn 100. Mình thấy dùng tốt quá nên mình quất cái loại đắt tiền. Ý là hiệu quả ấy. Nên mình mua cái loại đắt tiền về dùng lâu dài. Thì loại này mình áp mã các kiểu vào thì còn khoảng hơn 800. Đó. Sản phẩm trước thì 200, còn cái này thì hơn 800. Xem gấp 4 lần có ngon nhá. Ngoài ra thì hôm đấy đây shop có tặng kèm cái máy cắt lông mũi này. Đấy, thực ra máy này mình không cần. Đấy, có một máy của Xiaomi, và cái này cũng Enchen nhá, Enchen của Xiaomi này anh em. Nói chung là đồ Xiaomi thì đó, đồ Xiaomi thì anh em đều biết chất lượng như nào rồi, nguyên siêu như này. Đấy là tặng kèm thôi. Rồi, sản phẩm chính của chúng ta đây, massage cổ này, vai gáy này, massage toàn thân luôn, dành cho anh em là tập gym, dành cho anh nào ngồi văn phòng nhiều, dành cho anh em nào đau mỏi cơ bắp, chạy bộ, đá bóng gì đấy, hay là dành cho các chị em, các bà, các mẹ đau mỏi cơ, thì nói chung là rất là hữu ích đa năng nhé. Trước mua máy hơn 100 dùng ngon, quất máy đắt tiền. Chỗ này có một vài thông tin này, tiếng Anh hết nhá, Philips nhá, của Philips. Đây các thông số này, pin 1500, 30W, 5V, 2A, kích thước trọng lượng nhá, nguyên siêu. Đồ của Philips thì anh em cũng biết chất lượng rồi, hàng chính hãng. Thực ra con này thì giá cũng gọi là trung bình thôi anh em. Đấy, anh em nào muốn gọi là xịn xò hẳn đấy thì phải mua những cái con mà giá tầm bên trong này, để giá tầm 2-3 triệu trở lên ấy. Xiaomi cũng có anh em. Đấy, anh em có thể tham khảo sản phẩm máy massage, súng massage của Xiaomi. Đấy, trong sách này, trong sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, giới thiệu này. Sắp xếp trong hộp như này. Có những cái đầu đây, cái này nhựa cứng nha anh em, không phải cao su, không phải nhựa mềm. Sạc thì tất nhiên là tai chi rồi, 2A nhá. Đấy, cái này cũng đầu nhựa cứng hết. Massage rộng này, cái vùng massage nó sẽ rộng này. Cái này thì massage vai này. Đấy, cái này massage cái huyệt này. Cái này massage tròn này. Đầu massage tập trung một điểm này. Súng này. Đó, bọc như này. Con súng hết rồi. Rồi, súng của chúng ta đây. Có sẵn một cái đầu tròn này nhá. Cái đầu này kiểu mút xốp anh em, kiểu đồ xốp ấy, không phải nhựa. Xung quanh này, màu đen và màu ghi xám. Logo Philips chỗ này. Toàn thân thì chống trơn nhá. Thiết kế khá là đẹp, bằng nhựa thôi. Đằng sau thì có duy nhất một nút bấm. Bên dưới là một vài thông tin như vỏ hộp thôi. Đây là toàn cảnh nhá. Đó. Nút bấm bằng nhựa này. Mình thấy thiết kế bên ngoài bằng nhựa nhìn bình thường thôi, không có gì đặc sắc cả. Rồi, chúng ta sẽ test thử nhá. Sẵn một cái đầu như này. Lỗ cắm bên trong này. Ấn vào dễ dàng thôi anh em, thụt thụt này, giữ chặt này để bật. Đó, anh em thấy là cái lực zoom bên trong này anh em, có đèn led này, chế độ 2 này, mạnh hơn này, anh em có thể giữ chặt để tắt, ấn mạnh vào để lắp cái đầu vào nhá. Chế độ 1 này, anh em thể xem độ rung của nó nhá. Đấy, để trên bàn này anh em xoay 360 độ luôn. Chế độ 2 này, mạnh hơn này, thụt ra thụt vào nhanh hơn này. Chế độ 3, 4, 5, 5 mạnh nhất, 6, 7. Có thêm cả cái dải đèn led xung quanh này nhá, nhìn khá là đẹp này. Nó có những cái chế độ massage khác nhau nữa, chứ không phải đơn thuần nó chỉ đấm không anh em. Nó sẽ tăng giảm theo nhịp điệu, đấm nhanh, đấm mạnh. Thì cái này còn có một chức năng nữa cho các chị em nữa. Đấy, thì các chị em sẽ biết rồi. Ở dưới này sẽ có hai khu vực lỗ tản nhiệt và sạc tai chi, cổng sạc tai. Rồi mình sẽ nói sơ qua một vài khuyến cáo của nhà sản xuất nhé. Khi anh em mua sản phẩm này về đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ sạc đầy 4 tiếng trước khi sử dụng nhé. Nếu mà pin yếu ấy, thì nó sẽ nhấp nháy đỏ. Nếu mà pin dưới 10% ấy, thì nó sẽ nhấp nháy đỏ. Ở cái đèn này, lưu ý nên sạc nhé. Và nếu mà anh em không dùng máy ấy, thì sẽ tự động tắt sau 10 phút. Và cái giải led ở đây sẽ tương ứng với những cái level 7 chế độ nha anh em, 5 chế độ yếu đến mạnh và 2 chế độ massage. Rồi, sau vài lần sử dụng thì mình đánh giá là khá là ngon trong tầm giá. Nó cũng không phải là rẻ mà nó cũng không phải là đắt. Chúng ta sẽ lắp những cái đầu tương ứng anh em muốn massage vào. Chế độ 1 này. Đó, chúng ta có thể massage bắp tay, bắp chân. Nói chung là chế độ 1 mà nó dùng khá là ok. Từ chế độ 2 đến chế độ 5 thì mình đánh giá nó khá là mạnh. Tê tay luôn anh em, phê đó. Và chế độ 6, chế độ 7 là
hai chế độ massage từ mạnh đến nhẹ, như kiểu anh em đang bật bật quạt và anh em tắt quạt ấy, thì nó sẽ giảm dần, xong rồi nó lại mạnh lên. Chế độ 7 thì nó massage nó mạnh hơn, nó cũng giống chế độ 6 thôi, nó massage nó mạnh hơn. Đó, nó cứ luân chuyển như vậy. Mình khá là ưng cái đầu này tại vì chủ yếu là mình mua về để massage cổ vai gáy. Thì nó sẽ massage được đây vai này, massage vai này, massage cổ này, vùng cổ này. Đó. Cả, rất là thích nhanh em. Sau vài lần sử dụng thì đỡ đau mỏi cổ vai gáy hẳn đi. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể massage một người được, không cần phải hai người. Đó. Phê luôn. Đây chế độ 6 nha anh em. Đó, nó cứ giảm dần xong nó tăng dần. Sướng lắm, nó rung khá mạnh. Kiểu rung đầu luôn anh em. Hoàn toàn dùng được một tay nhá. Đỡ đau mỏi của vai gáy hẳn luôn. Cái đầu này nó sẽ bấm vào nhiều huyệt đạo này, trên khắp cơ thể này, dùng ác luôn nha anh em. Đây, anh em có thể thấy này. Phê đừng hỏi luôn. Dành cho anh em nào mà đi đá bóng về ấy, massage chân thì sướng lắm. Đi đá bóng hay là đi tập võ về mà massage thì đỡ đau mỏi hẳn luôn anh em. Đó, đó anh em có thể nhìn này. Đây là chế độ 1 thì cái vòng led nó như này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6. Dùng phê không? Ấn rất mạnh luôn nha anh em. Sau khi dùng vài lần ấy thì mình cũng thấy có một cái nhược điểm, đó là cái tiếng kêu của nó hơi ồn. Mình có tham khảo cách để xử lý ấy, thì do cái răng này này, thì thấy người ta bôi keo kiểu gì vào cái răng này để nó bớt ồn đi ấy, nhưng mà phải tháo máy ra. Đấy, mình khá là ngại, nên thôi để đấy dùng kệ đi.